Xin chào cô chú anh chị và các bạn cùng các em thân mến. Hôm nay tôi lại chia sẻ cái cuốn sách này. Cuốn sách này nói về những việc là dựng vợ gả chồng cho chúng ta. Khi mà cái tuổi chúng ta đã đến cái tuổi là xây dựng gia đình cho con cái thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái bộ môn này. Cái bộ môn này nó rất có ích cho cái cuộc sống của chúng ta và cái việc vợ chồng con cái sau này. Thế thì như trong cái cuốn này thì nói về cái vấn đề là tìm cái tuổi để dựng vợ gả chồng cho con cái chúng ta để làm sao để cho nó hợp nhau. Đấy, ví dụ như cái cuốn này nó có những cái bài nó nói rất là chi tiết. Đây là ví dụ như cái bài này là nói về mạng. Có thể là cùng cùng một mạng. Kim mộc thủy hỏa thổ chẳng hạn, cùng một mạng. Chồng kim vợ kim đi, nhưng mà nó lại cũng có những cặp là rất tốt nhưng cũng có những cặp lại là không tốt. Ví dụ như đây có một cái bài này là sa trung kim kiếm phong kim lưỡng ban kim mộc mạng nhược phùng tức khắc liêm ngoại lưu từ kim giai kỵ hỏa kiếm sa vô hỏa bất thành hình. Lời giải như thế này: mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem kim mà thuộc loại kim nào. Nếu là kiếm phong kim và sa trung kim thì càng nên phối hợp với người có mạng hỏa, bởi vì hai thứ sa trung kim và kiếm phong kim mà không có lửa thì không thành khí vật hữu dụng. Ngoài ra sa trung kim và kiếm phong kim chỉ đại khắc với mộc vì nó gặp phải là có hình kỵ không sai. Còn bốn thứ kim khác như hải trung kim bạch lạc kim xoa thoa xuyến kim và kim bá đấu đại kỵ hỏa nhưng khắc mộc nhẹ hơn. Đây là mạng hỏa. Mạng hỏa thì ba loại hỏa như phúc đăng hỏa lư trung hỏa sơn đầu hỏa đều đại kỵ thủy, nếu gặp nước thì ba loại ấy tắt ngay. Còn thiên thượng hỏa và sơn hạ hỏa và tích lịch hỏa thì cần phải phối hợp với người có mạng thủy thì càng dạng tỏ hơn, cũng như bậc khanh tướng gặp vương hầu vậy. Đấy, đây là nói về mạng mộc. Mộc thì trong 6 loại mộc chỉ có độc nhất một mộc và bình địa mộc thì không sợ kim. Trái lại cần phải phối hợp với kim mới trở thành vật hữu dụng được. Còn những thứ mộc khác như tòng vá mộc, dương liễu mộc, tang nỗ mộc, thạch liễu mộc, đại lâm mộc đều rất sợ kim, nếu phối ngẫu tất phải sinh ly tử biệt hay là nghèo khổ suốt đời. Tiếp đến là mạng thủy. Mạng thủy thì có đại hải thủy và thiên hà thủy, không sợ thổ. Gặp thổ mạng phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bốn loại thủy khác là giang hạ thủy, trường lưu thủy, tuyền trung thủy, đại khê thủy đều kỵ thổ. Nếu phối ngẫu với nhau tất nghèo khó và vất vả suốt đời. Đây là mạng thổ. Nói về mạng thổ thì như này, ba loại thổ: lộ bàng thổ, đại trạch thổ, sa trung thổ, không sợ mộc. Được phối ngẫu với mộc thì công danh rạng rỡ, phát đạt mọi đường, chỉ có thành đầu thổ, bích thượng thổ, ốc thượng thổ và là đại kỵ với mộc. Nếu gặp mạng mộc thì không khác nào đem thân
chôn sống đáy mồ. Vợ chồng cùng một mạng thì sao? Thí dụ, vợ chồng cùng một mạng như kim, mộc, thủy, hóa thổ thì sao? Điều này có hai thuyết, một thuyết nói là tốt và một thuyết nói là xấu. Thế thì người ta giải thích cái chỗ mà một thuyết nói là tốt và một thuyết nói là xấu nó như sau. Cả hai thuyết về ngũ hành đồng loại trên đây theo kinh nghiệm thì không nhất thiết theo thuyết nào, vì nếu vợ chồng cùng một mạng tức đồng một tuổi, thí dụ như nhâm ngọ, quý mùi hay giáp thân ất dậu, thì còn cần phải xem qua can chi và bát cung, chứ không lý do nào mà hai cây tùng cùng là tòng bá mộc, nhâm ngọ với quý mùi mà lại có một cây mà gãy một cây. Khi xem xong mạng rồi, xem tới can chi, tức là tuổi của đôi nam nữ sắp lập gia đình. Thế thì nói về cái thuyết mà một thuyết nói là hai người cùng mạng thì tốt, mà một thuyết nói là hai người cùng mạng thì xấu. Thì đây tôi với giả sử như hai vợ chồng nhà cái ông nhâm ngọ đi. Đấy. Hai vợ chồng nhà cái ông bà nhâm ngọ sinh năm 1942 đi, cùng là mạng mộc. Đấy. Cái cung cung bát quái ở đây ấy là cung ly. Còn cung phi ấy thì là nam cung tốn, nữ cung khôn. Thế nếu như hai người này mà lấy nhau cùng một tuổi, sinh năm 42 nhâm ngọ đây, thì nó sẽ sinh ra là không tốt. Bởi vì ở bên cung phi này, người ta dựng vợ gả chồng là người ta xem bên cung phi. Nên khi mà cung phi của người nam là tốn, tốn thì nó thuộc đông, đông tứ mệnh, mà người nữ thì thuộc khôn. Đấy. Nó khôn nó là tây tứ mệnh. Đấy. Thì nó sẽ sinh ra là cái cặp hai người này lấy nhau là không tốt. Thế còn nếu như là cái cặp mà hai ông bà là cùng sinh năm 43 là quý mùi đi, thế thì cùng là mạng mộc chẳng hạn thế. À, cung bát quái là cung càn, nhưng cung phi nó lại là nam cung chấn, nữ cung chấn. Thế thì nam cung chấn mà nữ cung chấn thì nó sẽ sinh ra phục vị, thì nó cũng thuộc là cái dạng là hai người cùng đông tứ mệnh cả thì cũng tốt. Đấy. Thế ví dụ như có hai cặp vợ chồng đấy. Tại sao mà cái cặp mà sinh năm 43 này cùng là mạng mộc mà lấy nhau lại là tốt, làm ăn khấm khá chẳng hạn thế, mà cái cặp mà sinh năm 42 này cùng mạng mộc mà lấy nhau làm ăn nó lại cứ lụi đi. Đấy. Thì cái cặp mạng mộc của năm 42 này ấy, nó lại là nam tốn nữ khôn cơ. Thế nam tốn thì nam lại thuộc đông tứ mệnh, mà nữ khôn nó lại thuộc tây tứ mệnh, nên là cái cặp này lấy nhau sẽ là không tốt. Thế bố vợ chồng nhà ông cũng là mạng mộc. Đấy, lấy nhau nhưng mà làm ăn lại tốt, mà vợ chồng nhà tôi cũng mạng mộc lấy nhau mà làm ăn nó lại chả ra là cái gì. Đấy. Thế thì đây thì ở trên cái sách này. Đấy, bên cái sách này người ta nói là có hai thuyết đây, một thuyết nói là tốt, một thuyết nói là xấu đây. Ví dụ như cùng mạng, ví dụ như là thuyết nói xấu đây là lưỡng kim kim khuyết đây, lưỡng mộc mộc chiết đây, lưỡng thủy thủy kiệt đây. Thế thì sao? Như tôi vừa nói ở đây. Thế thì hai ông bà này đây cùng mộc đây, lưỡng mộc đây, nhưng mà lại nam tốn nữ khôn nên là nó xấu là phải rồi. Thế còn đây như hai cái ông bà này đây, hai cái ông bà này sinh năm 43 quý mùi đây, cũng mộc đây. Đấy, cũng mộc cả, ông mộc bà cũng mộc. Đấy.
Cung bát quái thì ông càn bà cũng càn, nhưng sang cung phi thì ông cũng chấn mà bà cũng chấn thì nó sinh phục vị, nó cũng là nó sẽ sinh ra tốt đấy. Bởi vì từ hai cái cuốn sách này mà nó giải thích được cái thắc mắc của cái cuốn sách này đấy. Thế thì như cái cuốn sách này thì người ta bàn rất nhiều về 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 cái việc như vậy là dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cái cuốn sách này thì nó cũng có rất nhiều về nói về cái việc là hợp hay không hợp, cái tuổi nào nó cái mạng gì, cái cung gì đấy, rồi là về cái con trai mà có cái hàng can gì thì lấy cái vợ có cái hàng chi gì đấy. Như ở đây thì nó cũng có đủ 60 tuổi của 60 hoa giáp. Đấy, tiếp đến là như cái cuốn này thì có những người xem mình cái cuốn này không á, thì nó sẽ là rất là có những cái thắc mắc. Cái thắc mắc ở đây là gì? Cái thắc mắc là tại sao như ở các cái cuốn khác thì người ta bảo là trai ly lấy vợ và lấy gái ly chẳng hạn thì nó sẽ được phục vị, nó sẽ gì, nó sẽ tốt. Nhưng trong cái cuốn này thì người ta lại biết là trai cùng một cung đấy mà vợ cùng một cung thì nó lại là không không tốt đấy. Ví dụ như cái chỗ này, đây là trai cung cản đấy, trai cung cản lấy gái cung cản, lượng can phúc vị tốt vừa thôi, sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi, con cháu trung bình không đạo phát, ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi. Thế tại sao? Thế tôi lại mới chia sẻ với quý vị là tại sao trong cái sách này người ta viết là hai người đồng cung đấy, ví dụ như cùng cung càn cả. Thế tại sao là như trong cái sách kia thì người ta lại bảo là hai người cùng một cung thì nó sinh phục vị thì nó rất tốt. Nhưng mà hóa ra là gì, ở như cái cuốn sách này ấy, thì người ta lại lấy cung bát quái để người ta áp vào cái việc này đấy. Còn như trong cái cuốn kia thì người ta lại lấy là cung phi đấy, người ta áp vào cái việc này đấy. Thế như trong cái cuốn này thì người ta ghi rõ này, cả cung bát quái mà cả cung phi đấy. Thế thì ví dụ như ở bên này nó vừa nói về cái chuyện là trai cung càn lấy gái cung càn là xấu đi, thế thì sang cái cuốn này, bên này thì người ta xem là bằng cái gì đó, cung bát quái. Thế tôi với chia sẻ với quý vị là ở bên đây cũng cung bát quái đây. Đấy, thế chẳng hạn như nếu như mà 1943 nó cung bát quái cùng càn cả thì tốt. Nhưng đến năm 48 thì cùng càn cả này, nhưng mà sang bên cung phi này thì nó cũng được, nó là đoài cấn thì nó cũng tốt. Đấy. Thế có những cái chỗ mà để cho người ta nói là cung càn lấy cung càn là xấu thì đây tôi giả sử nhá, giả sử cái càn càn cấn càn chấn này, cái càn của 1943 cũng càn nhá, cung bát quái cũng càn, 1948 nhá, cung bát quái cũng càn. Thế thì giả sử như 43 mà phối với 48 đi, là nam chấn đấy, nữ cấn thì là hoàn toàn không được rồi đấy. Thế thì cũng là cung càn lấy cung càn đấy. Thế tại sao xấu đấy, cung càn lấy cung càn tại sao xấu, là cái chỗ mà cung càn bên cung bát quái mà gặp nhau thì ắt sẽ sinh ra xấu. Bởi vì như ở đây là cung càn, ví dụ như người sinh năm 43 là nam đi, là bên cung phi người nam là chấn cơ đấy. Thế sinh năm 48 đấy, cũng càn đấy, thì người nữ đi, người nữ đấy, người nam lấy người nữ mà. Thế bên sinh năm 48 thì người nữ lại là cấn, thế thì rõ ràng là xấu rồi. Nam chấn mà nữ cấn thì nam chấn, chấn nó thuộc đông tứ mà cấn nó thuộc tây tứ, thế thì rõ ràng cái lý thuyết
của cái cuốn này càn lấy càn là không được là đúng rồi đấy, bởi vì sao, càn này là càn ở cung bát quái đấy. Đây là cái cuốn này người ta nói về cung bát quái chứ người ta lại không nói về cung phi, nên là ví dụ như ai đó mà tính cung phi mà áp vào đây thì nó lại sai hoàn toàn đấy. Thế thì như cái cuốn này thì người ta cũng lược ra cái cung bát quái ở đây rồi để cho càn nó mới sinh ra là càn với càn là sẽ xấu này đấy. Thì ở đây người ta chỉ có viết là cung thôi, nhưng người ta không viết là cung 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 bát quái hay là cung phi đấy. Thì trong cái cuốn này mà để cho cái trang sau người ta viết là càn với càn là xấu ấy, thì ở đây người ta chỉ có viết là cung, nhưng trong cái cung này nó là hai người nam nữ cùng một cung. Ví dụ người tuổi Giáp Tý là cung chấn đấy, thì nam cũng chấn mà nữ cũng chấn, đó là thuộc cung bát quái. Tiếp đến là cái người tuổi Ất Xỉu thì cung tốn đấy, thì nam cũng là cung tốn mà nữ cũng là cung tốn đấy. Còn mệnh thì là mệnh kim đấy, ví dụ như là cái ông Giáp Tý này này là chấn thì cũng là kim, ông Ất Xỉu này này là tốn cũng là kim đấy. Thì hai cái ông này cùng kim á lấy nhau thì lại tốt, bởi vì chấn với tốn nó thuộc 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 đông cả nên là nó tốt đấy. Đó là cái mà giải quyết cái thắc mắc ở cái chỗ mà tại sao là có những sách nói là chấn với chấn lại là xấu, mà có những sách nói là chấn với chấn lại là tốt, và có những cái thuyết là lưỡng kim là kim quyết mà lưỡng kim lại là tốt ví dụ thế, hay là lưỡng thủy thành sông mà lại lại lưỡng thủy thủy kiệt đấy. Nó lại có những cái nó trái ngược nhau. Thế thì để mà giải thích về cái bộ môn đó thì ở trong đây tôi có một số các cái cuốn sách để mà mình phải xem 2 3 4 cuốn thì mình lại phải đúc kết được cái như thế nào là nó thuận theo một cái chiều đúng, và có những cái gì nó cãi nhau. Thực ra mà nói là xem cuốn nọ riêng cuốn kia riêng thì nó mới cãi nhau, chứ còn nếu như mình xem 2 3 cuốn cùng một lúc thì mình thấy là nó là đúng. Đấy, ví dụ như trong cái cuốn này là người ta không nói đến cái cung phi mà chỉ nói đến cái cung bát quái không thôi. Thì nếu như xem về về cung thì cái cuốn này thì hai người cùng một cung là sẽ xấu đấy. Thì cái cuốn này nó có những các cái nội dung như thế này: trai cung nào lấy gái cung nào thì tốt, trai hàng can gì lấy gái tuổi hàng chi gì thì tốt đấy, đồng cung đồng mạng ai kém ai, đấu khẩu giao tranh khắc phá hoài đấy. Nên như trong cái cuốn này thì nó có những các cái bài như này: vợ chồng đồng cung đồng mạng đấy, đồng cung đồng mạng bất tương khay, chiến khắc tương phùng vong mắc bì, có nghĩa là nó xấu đấy. Nam nữ tiêu hồn thành phú quý, nữ phùng hậu giá bào tương thùy, đồng cung đồng mạng ai kém ai, đấu khẩu giao tranh khắc phá hoài, gái đã quá chồng trai quá vợ, gặp nhau phú quý chẳng hề sai, trong bát san tuyệt mạng thì có thể chết đấy. Thế thì bát san tuyệt mạng thì người ta viết những cái điều nó cấm kỵ nó như thế này: bà càn đi chợ hồ ly, tức là người tuổi càn à, người tuổi mà có cái cung 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 càn ấy, mà lấy cái người mà tuổi có cung ly ấy, đấy, là không được, là nó gặp bát san tuyệt mạng. Đấy. Tiếp đến là mua con cá cấn làm chi tốn tiền, thì cái ông cấn với cái bà tốn này là cũng không được lấy nhau. Đấy. Nó sẽ sinh ra tuyệt mạng đấy. Nên là tôi chia sẻ cái bài này để cho các cái bậc làm cha làm mẹ chúng ta, ai mà đến cái tuổi mà dựng vợ gả chồng cho con á, thì ta nên xem cái bài này để cho lường trước được cái tốt đẹp thì mình phải có làm với quan rồi, có phúc có đức thì mới có được hưởng rồi, nhưng mà cái xấu để ta loại trừ nó đi, chứ không là không may mà nó nhầm vào phải phải các cái ca như thế này thì
nó khổ con khổ cháu rồi. Đấy. Ví dụ như ông Khám này lại học làm khôn, ông Khám mà gặp cái bà khôn thì cũng là vứt đi. Đấy, gánh nước non đoài té chấn gãy lưng, tức là ông Đoài mà gặp bà Chấn hay ông Chấn gặp bà Đoài cũng gãy lưng cũng vứt đi. Đấy, nên là có những cái này mà trên thực tế thì nó rất đúng. Bởi vì sao, nếu như các anh các chị mà đến cái tuổi 50, ngoài 50 trở đi mà có cái con cái mà dựng vợ gả chồng ấy, rồi là mình cứ ngẫm ngẫm lại ấy, cái quãng cuộc đời của mình ấy, từ khi mình lớn lên mình dựng vợ gả chồng rồi các cái cặp nào nó làm ăn nên hay không nên ấy, thì tất cả nó sinh ra từ đây hết đó quý vị ạ. Đấy, tất cả nó sinh ra từ đây hết. Thế thì như cái cuốn này thì nó còn nói đến cả cái chỗ mà ví dụ như là còn tránh đây, tránh tam tai đấy, tránh tránh tam tai, dựng vợ gả chồng đấy, tránh tam tai, kỵ cất nhà và cưới gả đây. Tránh tam tai thì tránh như thế này, những người thuộc tuổi là Thân Tý Thìn thì tam tai ở năm Dần Mẹo Thìn, tức là Dần với Mão với Thìn đấy. Những người tuổi Dần Ngọ Tuất thì tam tai ở năm Thân Dậu Tuất, tức là 3 năm liền. Đấy, cứ 3 năm liền. Đấy, nó có bốn 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 cặp tương sinh đấy, tức là Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Máu Mùi. Tức là những người mà thuộc trong các cái cặp tam hợp này này thì nó sẽ tam tai ở cái 3 năm liền. Đấy. Như đây tôi quay chậm lên để cho quý vị đọc. Tuổi nào gặp tam tai không những cất nhà không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai. Còn con gái không sao vì hôn nhân là phần người nam. Nên là nhiều khi có những ông thầy xem á, thì các thầy bảo là lấy vợ thì xem tuổi đàn bà, làm nhà thì xem tuổi đàn ông. Nhưng đấy, cái đấy thì cũng cũng cần phải xem cả tuổi đàn bà, nhưng người đàn ông lấy vợ ấy thì nó cũng là đại sự của người đàn ông, nên là tốt nhất ta lại phải nên tránh. Đấy, tránh ở đây bởi vì tại sao, đấy, bởi vì sách xưa các cụ đã đúc kết lại những cái gì mà nó có hàng nhiều năm trước, hàng ngàn năm trước mà các cụ đã đúc kết lại viết thành sách rồi. Bây giờ người ta dịch ra để người ta truyền tải đến 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 bà con, đến quý vị khán giả để mà tham khảo, để mà áp dụng vào. Nó giúp cho chúng ta có thể tránh đi được các cái xấu. Đấy, như bây giờ chúng ta cứ ngẫm lại xem có những cái trường hợp mà lấy nhau nếu như đúng tam tai thật. Đấy, nó gặp vào tam tai thì trong 3 cái năm này. Đấy. Trong 3 cái năm tam tai này cứ cưới mà gặp vào 3 cái năm tam tai này thì cưới xong đó. Không sớm thì muộn nó cũng sinh ra, không chứng nọ thì tật kia đấy, quý vị cứ để ý mà xem. Cái chuyện đấy thì thực tế ra mà nói là tôi cũng đã thấy rồi, và tôi thấy những các cái cuốn sách này nó rất có giá trị, nhưng nhiều khi ấy là ta mãi công việc làm ăn rồi ta chả quan tâm đến nó thôi, nhưng mà nó là một cái kiến thức, tức là vô giá để cho chúng ta tham khảo đấy. Đây, ví dụ như đây là tháng sát chủ, ngày sát chủ, tháng sát chủ đấy. Những các cái tài liệu này nó rất bổ ích để cho cái cuộc sống chúng ta áp dụng vào đấy. Tức là kim lâu ở nhà 1368 kim lâu đấy, làm nhà cưới vợ tạo trâu thì đừng đấy. Đấy, các cụ xưa đã đúc kết rồi, mà anh nào mà làm nhà mà cưới vợ tạo trâu tạo bò, mua xe mua cộ mà vào cái gì nó kim lâu rồi là vào tam tai rồi vào hoang ốc thì nó là cũng là sẽ ối giời ơi đấy. Thế như trong cái cuốn sách này nó nói rất kỹ về 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 các cái việc mà chọn ngày chọn giờ để chúng ta làm những các cái việc như vậy là làm nhà cưới vợ tạo trâu tạo bò đấy. Ngày xưa tạo trâu tạo bò nhưng bây giờ mua xe mua cộ mua đất mua đai nó gọi là tạm gọi là tạo trâu tạo bò đấy. Đấy, nên là chúng ta nếu như mà vô sư vô sách thì cũng có thể là chả sao cả. Nhưng mà mình các cụ xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành,
Thế thì nếu như mình biết trước được, mình kiêng đi một chút thì nó sẽ có những các cái điều nó tốt đến với chúng ta. Cái trước mắt là ta giải quyết được cái tâm lý, ta thấy thoải mái, không lo không sợ gì nữa. Ta đi xem thầy thầy rồi có sách có vở, rồi nói có sách mách có chứng thì thầy chỉ cho ta những cái gì nó rõ ràng như sách người ta viết nên tất cả thầy bà thì người ta cũng xem bằng sách cả thôi, chứ không chả ai mà mình có cái não nào mà cái não mà chứa hết được hàng 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 triệu triệu cái chữ ở trong đầu đấy mà người ta lục ra người ta nói với mình được. Tất cả người ta phải xem sách hết và dựa theo các cái tài liệu này hết để người ta nói cho chúng ta đấy. Cái bài này nó cũng tương đối dài rồi, tôi xin tạm dừng video ở đây. À, xin thân ái chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy hay và hữu ích thì cho tôi xin một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ và một lượt rung chuông để cho tôi có động lực tôi làm tiếp các cái video sau.